Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 3. Lưu ý, video tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh dự phòng của Ngô Phong. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong phần 1 của chương trình. Chính quyền Tổng thống Biden tăng cường các biện pháp bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng đã bị suy yếu dưới thời người tiền nhiệm các gia đình con tin tại Gaza cho biết, tòa bạch ốc đối xử tốt hơn chính phủ Israel. Biden, Obama và Clinton hợp sức tổ chức sự kiện gây quỹ chưa từng thấy tại New York. Một thẩm phán phát giác rằng một quan chức Cộng hòa phủ nhận bầu cử đã bỏ phiếu bất hợp pháp tới 9 lần. Điều trần vụ Rico Georgia, Trump kiến nghị hủy truy tố Georgia theo tu chính án thứ nhất. Cái cách mà Tổng thống Biden đã đáp trả câu hỏi Bạn có tốt hơn 4 năm trước không của ông Trump? Một tòa án đã ra lệnh đuổi ông bán gối Mike Lindell ra khỏi nhà Và nhiều tin khác nữa Kính thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Biden vào thứ Năm đã tăng cường bảo vệ đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, hủy bỏ các quy định từ thời ông Trump đã loại bỏ các biện pháp bảo vệ cho các loài thực vật và động vật đang bị đe dọa bởi sự phát triển của con người và khủng hoảng khí hậu. Các quy định mới được hoàn thiện sẽ khôi phục các biện pháp bảo vệ tổng hợp cho các loài được liệt kê đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, bên cạnh những loài đã được liệt kê là có nguy cơ cao. Vào năm 2019, chính quyền Trump đã gỡ bỏ các biện pháp bảo vệ cho các loài có nguy cơ, một tiêu chuẩn thấp hơn mức có nguy cơ cao. Các quy định mới của chính quyền Biden cũng đã hoàn thiện một điều khoản quy định rằng các cơ quan không thể xem xét tác động kinh tế khi liệt kê một số loài có nguy cơ hoặc có nguy cơ cao, một biện pháp khác từ thời Trump. Các quy tắc mới cũng sẽ xem xét đến mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Có khả năng các quy định mới sẽ bị thách thức bởi các nhóm công nghiệp và các bang do cộng hòa lãnh đạo. Những người đã tiến hành các thách thức pháp lý đối với nhiều quy định về khí hậu và môi trường của chính quyền Biden. Mặc dù các quy định mới được đánh giá cao hơn so với các biện pháp vốn bị thu hồi mạnh mẽ từ thời chính quyền Trump chúng vẫn chưa đạt tới mức bảo vệ như thời kỳ Obama. Theo ông Drew Caputo, phó chủ tịch phụ trách pháp lý về đất đai, động vật hoang dã và đại dương của tổ chức luật môi trường Earth Justice. Theo Caputo nhận xét, hành động hôm nay mang lại một số điều tích cực, nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Điều đó gây lo ngại khi các loài đang bàn luận ở đây đều đang trên bờ vực của nguy cơ tuyệt chủng. Ông chỉ trích quy định từ thời Trump yêu cầu các cơ quan phải chứng minh sự chắc chắn hợp lý rằng thiệt hại sẽ xảy ra với một loài nếu nó không được bảo vệ bởi liên bang. Điều đó, theo Caputo, cho phép các cơ quan có lý do để không đưa các loài vào danh sách bảo vệ. Một số nhóm công nghiệp đã chỉ trích những quy tắc mới từ chính quyền liên bang, mô tả chúng là quá hạn chế. Hoa Kỳ hiện yêu cầu các công ty Mỹ ngừng chuyển hàng hóa tới hơn 600 đối tác nước ngoài vì lo ngại các mặt hàng này có thể được chuyển đến Nga để sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine, theo lời một quan chức cho biết hôm 28 tháng 3. Theo quan chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trong những tuần gần đây, Bộ đã gửi thư tới ít nhất 20 công ty kèm theo lời cảnh báo là hành động mới nhất nhằm cản trở nỗ lực cướp đất của Nga ở Ukraine. Các công ty Mỹ sản xuất và bán các sản phẩm được tìm thấy trong hỏa tiễn và máy bay không người lái mà người ta thu lượm được ở Ukraine. Kể từ khi Moscow xua quân xâm lược toàn diện Ukraine, Mỹ và hơn 30 quốc gia khác đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của Nga bằng cách cắt đứt khả năng tiếp cận công nghệ phương Tây Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục tìm thấy các linh kiện của Mỹ trong vỏ khí nhà, vốn bị loại bỏ hoặc bỏ lại trên chiến trường Ukraine. Theo phụ tá Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod, người phát biểu tại Hội nghị Kiểm soát xuất khẩu hàng năm của Bộ ở Washington, trong vài tuần qua, chúng tôi đã gửi thư tới hơn 20 công ty Mỹ, trong thư là danh sách 600 bên giao dịch nước ngoài qua thư, chúng tôi đã yêu cầu các công ty tự nguyện ngừng chuyển hàng cho các bên này do nguy cơ trung chuyển tới Nga rất cao. Ông Axelrod nói thêm, các quan chức cấp cao của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liên lạc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty Mỹ để thảo luận về các bước tiếp theo mà họ có thể thực hiện nhằm ngăn chặn sản phẩm của họ lọt vào tay Nga vào ngày hôm nay thứ sáu đánh dấu một năm kể từ sự kiện đáng chú ý khi Avin Gushkovich, một phóng viên người Mỹ của tờ Wall Street Journal, bị cơ quan an ninh nga bắt giữ với cáo buộc nặng nề gián điệp. Đây là lần đầu tiên một nhà báo Hoa Kỳ phải đối mặt với tình cảnh như vậy ở nga kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông Gushkovich hiện đang bị giam giữ tại Lefortovo, nhà tù ở Moscow nổi tiếng với việc giam giữ các tù nhân cấp cao. Mới đây, một tòa án Nga đã quyết định gia hạn thời gian giam giữ ông cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 6, khiến cho viễn cảnh tự do càng trở nên xa vời. Nếu cuộc xét xử diễn ra không thuận lợi, ông có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Trong bối cảnh đó, một tia hy vọng nhỏ nhòi về khả năng trao đổi tù nhân đã được các quan chức Nga nhắc đến, mặc dù thông tin còn mơ hồ và chưa có gì được khẳng định ông vladimir putin trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã ám chỉ về việc đội ông Gershkovich lấy vadim krasikov một người nga đang bị giam ở đức với cáo buộc là sát thủ điều đó cho thấy cơ quan an ninh nga có vẻ như đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng quỹ tù nhân của họ sử dụng họ như những con bài trong các cuộc mặc cả ngoại giao sự việc càng trở nên phức tạp khi vào tháng 10 vừa qua, Ansu Kumashiva, một biên tập viên người Mỹ gốc Nga của Radio Free Europe, một đài truyền hình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cũng bị Nga bắt giữ. Càng cho thấy, Nga đang tìm cách sử dụng các công dân Mỹ và người có hai quốc tịch như là một phần trong chiến lược đàm phán trao đổi. Trong một cuộc họp vào hôm thứ Năm, nhiều thành viên trong gia đình của các con tin bị Hamas giữ ở Gaza, những người có hai quốc tịch Mỹ-Israel đã bày tỏ với thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng họ nhận được sự quan tâm và đối xử tốt hơn từ tòa bản ốc so với chính phủ Israel. Theo hai nguồn tin tham dự cuộc họp cho tờ Axios hay, ông Netanyahu đang đối mặt với áp lực công khai ngày càng tăng cả trong nước và quốc tế khi nhiều người chỉ trích ông không theo đuổi một thỏa thuận về con tin vì lý do chính trị. Các thành viên cấp cao trong chính phủ của ông Netanyahu, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính cực hữu Bezalel Smotrich, đã tuyên bố việc giải cứu con tin không phải là ưu tiên hàng đầu của Israel và việc tiêu diệt Hamas mới là quan trọng hơn. Các thành viên trong gia đình của con tin cho biết họ bị tấn công trên mạng xã hội bởi những người ủng hộ ông Netanyahu. Một số người đã bị tấn công trực tiếp khi công khai biểu tình và kêu gọi chính phủ hành động mạnh mẽ hơn để giải cứu con tin. Những gì các gia đình con tin tại Gaza bày tỏ không phải là không hợp lý. Có thể thấy Tổng thống Biden đã gặp gỡ và nói chuyện nhiều lần với các gia đình của những công dân có hai quốc tịch bị Hamas bắt giữ. Bên cạnh đó, cố vấn an ninh quốc gia Bạch úc Jake Sullivan, ngoại trưởng Anthony Blinken, giám đốc CIA Bill Burns và nhiều quan chức Hoa Kỳ khác đã tổ chức nhiều cuộc họp với gia đình của các con tin. Một thành viên trong gia đình của một con tin đã nói với ông Netanyahu không chỉ tòa bản ốc đón nhận gia đình họ, mà còn hỗ trợ họ và cung cấp thông tin cho họ. Họ nói với Thủ tướng rằng chính phủ Israel không hành động theo cách như vậy, theo các nguồn tin cho biết. Các thành viên trong gia đình con tin đã yêu cầu ông Netanyahu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và với Tổng thống Biden, bất chấp những khác biệt giữa họ. Nhưng ông Netanyahu đã phản hồi bằng một bài phát biểu dài và vòng vo vò về lý do vì sao một thủ tướng Israel cần biết cách nói không với một tổng thống Mỹ, theo hai nguồn tin tham dự cuộc họp. Tổng thống Biden và các cựu tổng thống Obama và Clinton đang kết hợp sức hút của họ để thu hút các nhà tài trợ và tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ bằng một buổi gây quỹ toàn sao tại thành phố New York. Buổi gây quỹ tranh cử lịch sử dự kiến quyên góp được hơn 25 triệu đô la vào tối qua. Có thể thấy, sự kiện tại Radio City Music Hall ở New York nhằm củng cố tài chính cho chiến dịch Biden và mở rộng khả năng tiếp cận cử tri của ông. Để thấy rõ tầm quan trọng lịch sử của sự kiện gây quỹ thành công nhất, nó thu về số tiền nhiều hơn số tiền ông Trump kêu gọi được trong cả tháng 2 và gần gấp đôi số tiền ông thu được trong tháng giêng. Số tiền gây quỹ hôm qua của chiến dịch Biden sẽ vượt qua số tiền hiện có của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, và 25 triệu đô chiếm khoảng 60% số tiền mặt hiện có trong quỹ tranh cử của ông Trump. Sự chênh lệch tiền bạc gây quỹ hướng tới cuộc bầu cử tháng 11 giữa hai ứng cử viên chỉ càng trở nên lớn hơn sau ngày hôm qua với việc ông Trump phải chiến đấu với các vụ kiện pháp lý bằng tiền quỹ tranh cử, trong khi ông Biden có thể tăng cường quỹ để bảo đảm cho việc tái đắc cử trong năm nay. Tổng thống Biden sẽ thử nghiệm sức mạnh của mạnh vi gạo, bạo vì tiền trong chiến dịch khi ông đối đầu với một ứng cử viên tổng thống, người từng chứng minh rằng ông ta không phải là ứng cử viên cần huy động thật nhiều tiền để giành chức tổng thống với chiến thắng năm 2016 trước ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Dĩ nhiên, khi đó, hầu hết công chúng chưa biết Trump là ai, ngoài những diễn ngôn mạnh mẽ làm nức lòng công chúng trên mạng xã hội. Nhưng câu chuyện tiền bạc vẫn chưa kết thúc. Ông Trump và đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức một đợt gây quỹ vào tuần tới mà họ cho rằng sẽ làm lu mờ sự kiện của Tổng thống Biden khi tuyên bố sẽ quyên góp được ít nhất 33 triệu đô la liệu có đúng không? Chúng ta phải chờ hồi sau mới rõ. Một thẩm phán phát giác ra, một quan chức của Cộng hòa Georgia cũng là người dẫn chương trình trò chuyện bảo thủ, người đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp, lại chính là người đã phạm tội gian lận bầu cử nhiều lần Thẩm phán Georgia Lisa Box đã phán quyết vào thứ Năm rằng Brian Richard, phó chủ tịch năm nhất của Cộng hòa Georgia, đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang sau khi bỏ phiếu bất hợp pháp đến 9 lần từ năm 2008 đến 2010, trong khi đang trong thời gian quản chế vì án phạt tù về tội làm giả tài liệu ở Pennsylvania vào năm 1996. Brian Richard đã bị thu hồi quyền quản chế vào năm 1999. Sau khi chuyển đến Georgia, và sau đó là vào năm 2002 và 2004, nhưng cuối cùng quản chế đã bị gia hạn cho đến năm 2011. Được biết, mặc dù người chịu án quản chế vì tội phạm ở Pennsylvania có thể bỏ phiếu, nhưng ở Georgia thì không. Theo Richard Kai trong phiên điều trần vào tháng 2, ông tưởng rằng thời gian quản chế đã kết thúc vào năm 1999, và do đó không hề biết ông đang bỏ phiếu bất hợp pháp. Nhưng bên công tố của tiểu bang đã bác bỏ lời khai của ông. Trưng bằng chứng các hồ sơ về việc ông vẫn xuất hiện tại các phiên tòa về việc thu hồi quyền quản chế. Đáng chú ý và hài hước, dân biểu Maka Marjorie Taylor Green, một người phủ nhận mạnh mẽ bầu cử, đã kêu gọi Richard từ chức. Trong một bài đăng trên mạng X, bà này viết rõ to, không thể chấp nhận một người đã phạm tội gian lận bầu cử nhiều lần lại giữ vị trí lãnh đạo trong đảng của chúng ta. Richard đã phản đối kết quả bầu cử 2020 trong các chương trình trò chuyện của ông và liên tục cáo buộc bầu cử bị đánh cắp. Ông này cũng bày tỏ sự thất vọng về vụ án chống lại mình, lập luận, có những trường hợp gian lận bầu cử thực sự cần được điều tra. Các cáo buộc về việc ông bỏ phiếu bất hợp pháp xuất hiện vào cuối năm 2022 khi ông đang tranh cử một ghế tại Hạ viện Georgia tại thời điểm đó ông đã cáo buộc giới truyền thông liên tục đưa tin về vụ án gây bất lợi cho ông là cố gắng thao túng bầu cử cụ thể lisa box đã viết trên trang tin tức bảo thủ của ông có chuyện gì đó đã xảy ra ở pennsylvania và đã được công bố rộng rãi nhưng cơ quan quản lý bầu cử georgia muốn quý vị tin rằng tôi cố ý bỏ phiếu trong khi đang chấp hành án phạt tù điều đó chưa bao giờ xảy ra tôi đã đi bỏ phiếu mỗi lần nhưng chưa bao giờ bất hợp pháp richard vô tình làm nổi bật một điểm quan trọng về quyền bầu cử cho những người bị kết án tội phạm cho dù ông có vô ý bỏ phiếu trong khi đang chấp hành quản chế hay không việc đó vẫn vi phạm luật của georgia georgia là một trong nhiều bang chỉ cho phép những người bị kết án trọng tội được bỏ phiếu sau khi mãn hạn tù quản chế hoặc tạm tha những người ủng hộ quyền bầu cử đã cho rằng những luật lệ hạn chế như vậy đã tước quyền của hàng triệu người, trong khi các đồng minh Cộng hòa của Richard phần lớn phản đối gay gắt việc khôi phục quyền bầu cử cho những người bị kết án tội phạm. Liên quan đến vụ RICO Georgia, trong một phiên điều trần hôm qua, luật sư Trump Steve Saddow đã đưa ra một lập luận có vẻ rất khó nghe trước thẩm phán Scott McAfee. Trọng tâm của lập luận là việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận dưới sự bảo vệ của tu chính án thứ nhất, liên quan đến những phát ngôn của ông Trump về kết quả bầu cử 2020. Luật sư xây đầu cho rằng, dù những tuyên bố của Trump về việc ông thua cuộc trong cuộc bầu cử có thể không đúng sự thật, chúng vẫn là giá trị cốt lõi, diễn ngôn chính trị và không nên bị xem là hành vi phạm tội. Ông này cũng nhấn mạnh không có bằng chứng cụ thể nào cáo buộc ông Trump ngoài những bài phát biểu chính trị, và việc loại bỏ chúng khỏi cuộc tranh luận sẽ không còn là cáo buộc hình sự. Đáp lại, văn phòng biện lý quận Fulton qua lời công tố Donald Wakeford đã bác bỏ quan điểm biện hộ như vậy. Họ tuyên bố những nỗ lực của luật sư Trump nhằm bãi bỏ bản cáo trạng là cố gắng làm méo mó thực tế, nhấn mạnh rằng ông Trump không chỉ đơn giản là người đặt câu hỏi về kết quả bầu cử mà còn là trung tâm của một âm mưu tội phạm nhằm đảo ngược thất bại bầu cử tại Georgia. Vẫn theo bên công tố lập luận, điều quan trọng không phải là việc Trump đưa ra những tuyên bố sai lệch về bầu cử mà là việc ông ta đã nói dối với chính phủ, điều đó đã trở thành trọng tâm của bản cáo trạng thẩm phán mccarthy chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kiến nghị bãi bỏ cáo buộc đối với trump và không cho biết khi nào quyết định sẽ được công bố vào tuần trước thẩm phán đã cho phép trump và tám bị cáo khác kháng cáo lên tòa phúc thẩm georgia mở đường cho các thủ tục pháp lý tiếp theo trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng về việc liệu cáo buộc có được tiếp tục hay không Phiên điều trần này chỉ là bước mới nhất trong một chuỗi sự kiện pháp lý kéo dài. Trong những tuần tới, tiến trình pháp lý vụ Rico-Georgia tiếp tục phát triển khi thẩm phán McCarthy chuẩn bị xem xét và giải quyết hàng loạt thỉnh nguyện tiền thẩm. Đáng chú ý trong số các thỉnh nguyện đó có yêu cầu từ David Schaefer, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa ở Georgia, và Harrison Floyd, cựu giám đốc tổ chức Black Voices for Trump, cùng những đồng phạm khác với ông Trump một phần quan trọng của tiến trình là quyết định về việc liệu các bị cáo sẽ được xét xử cùng nhau tại một phiên tòa hay sẽ được tách ra xét xử tại các phiên tòa khác nhau câu hỏi về ngày xét xử cũng là một vấn đề đang được cân nhắc sự từ chức của ông nathan wade người từng giữ vai trò công tố đặc biệt đã để lại một khoảng trống trong đội ngũ truy tố nhưng khi được hỏi về vấn đề này, Jay Shoy Young, một thành viên trong đội ngũ, đã trả lời thẩm phán McCarthy rằng những vấn đề ngoài các thỉnh nguyện sẽ được giải quyết, nhưng chưa rõ ai sẽ nắm giữ vai trò công tố đặc biệt kế tiếp. Vấn đề về việc liệu các phát biểu chính trị có thể được coi là bảo vệ dưới tu chánh án thứ nhất hay không cũng được nêu lên trong phiên điều trần. Với luật sư xây đầu, áp dụng lập luận tương tự như đã được sử dụng trong vụ can thiệp bầu cử liên bang. Tuy nhiên, thẩm phán quận Tanya Trichin, người giám sát vụ truy tố ông Trump ở DC, đã từng bác bỏ lập luận kiểu như vậy. Thẩm phán Trichin đã khẳng định rằng, tu chính án thứ nhất không bảo vệ ngôn luận nếu nó được sử dụng làm công cụ cho tội án. Một điểm mấu chốt có thể ảnh hưởng đến cách thẩm phán McCarthy xem xét các thách thức pháp lý hiện tại. Cả vụ truy tố ở Georgia và quyết định của thẩm phán Trichin đều làm nổi bật một điểm quan trọng. Mặc dù quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rộng rãi, việc sử dụng nó để tiến hành hành động phi pháp hoặc gây hại cho quy trình dân chủ có thể không được chấp nhận. Tiến trình pháp lý tiếp theo sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho thấy làm thế nào luật pháp cần nhắc giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm hình sự trong bối cảnh chính trị do ông Trump tạo ra. Thưa quý thính giả, kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố tái tranh cử gần một năm trước, ông đã hầu như tránh nhắc đến đại dịch coronavirus, nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Gần đây, trong một loạt bài phát biểu, Tổng thống Biden đã nhiều lần nhắc đến những ngày đen tối nhất của đại dịch, khi nỗi hoảng sợ bao trùm vào đầu năm 2020 với cảnh trường học đóng cửa, thị trường chứng khoán lao dốc và bệnh viện quá tải. Những người đầu tiên ứng phó với tình huống đều đang liều lĩnh mạng sống của mình các y tá phải mặc túi rác thay vì trang phục bảo hộ vì không có sự trợ giúp nào khác ông biden nói trong một buổi gây quỹ hôm thứ ba tại north carolina lặp lại quan điểm mà ông đã bày tỏ tại ba sự kiện khác trong tuần trước người thân của chúng ta qua đời một mình và chúng ta thậm chí không thể nói lời tạm biệt với họ quay trở lại chú trọng vào những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng và là điều mà chiến dịch Biden hy vọng sẽ trở thành điểm then chốt khi chiến dịch phá tan kỷ niệm về thời Trump mà một số cử tri lưỡng lự cho rằng là sai sự thật và đã bênh vực cựu tổng thống. Nhưng đây là một chiến lược mà các cố vấn chiến dịch thừa nhận phải được điều chỉnh cẩn thận và có thể phản tác dụng. Các đồng minh của ông Biden từ lâu đã đồng ý là mọi người không muốn nghe về những thời điểm đó một lần nữa, và việc nhắc lại chúng không giúp giành được nhiều phiếu bầu hơn vào tháng 11. Ký ức đó đơn giản là quá đau thương. Họ kết luận và phản ứng sau đó dưới thời Biden, được đánh dấu bởi những cuộc chiến không ngừng về khẩu trang, đóng cửa và yêu cầu chủ ngừa vaccine, vốn đã rất chia rẽ. Nhưng khi ông Trump cố gắng mô tả thời gian đương nhiệm như một kỷ nguyên vàng đã mất, thì lập trường bên trong chiến dịch Biden đã thay đổi. Họ tin không thể cho phép Trump tự do hành động như thể nhiệm kỳ tổng thống của ông chỉ kết thúc sau 3 năm. Hoặc hành xử như thể sự tàn phá của đại dịch chưa bao giờ xảy ra. Và khi ông Trump đặt câu hỏi gần đây bằng cách viết hòa toàn bộ trên mạng xã hội, bạn có tốt hơn 4 năm trước không? Nó đã mang lại cho chiến dịch Biden cơ hội mà nó đang tìm kiếm. Có rất nhiều lo ngại khi nói về COVID. Một đồng minh Biden gần gũi với chiến dịch cho biết, người xin giấu tên để thảo luận về các cuộc trò chuyện riêng tư. Nhưng khi Trump bước ra và nói, bạn có tốt hơn không? Ông ta về cơ bản là mời gọi sự so sánh với sự quản lý của mình. Chiến dịch Biden giờ đây đang cố gắng tận dụng những gì họ tin là một sai lầm không thể cưỡng lại từ phía Trump. Biến lời mời so sánh 4 năm của ông thành một cuộc tấn công vào cách xử lý hỗn loạn của ông đối với mối đe dọa sức khỏe ngàn năm có một đây là một sự chuyển biến đã làm ông Biden cảm thấy hài lòng về mặt cá nhân. Các cố vấn cho biết tổng thống thường xuyên suy ngẫm về một số giai đoạn gây hoang mang nhất của Trump trong năm 2020 và rất thích có cơ hội kể lại chúng trước người dân. Còn nhớ khi ông ta nói chích thuốc tẩy không, Biden đã nói tại một buổi gây quỹ riêng tư ở Houston vào tuần trước. Nhắc lại cuộc họp báo khét tiếng vào tháng 4 năm 2020, khi ông Trump đề xuất nghiên cứu liệu COVID có thể được điều trị bằng cách chích chất khử trùng không. Tôi nghĩ ông ấy chắc hẳn đã làm điều đó. Ông ấy còn bảo chúng ta chiếu tia UV vào cơ thể, mà tôi tin chắc ông ấy đã làm. Vào thứ ba tuần này, Tổng thống Biden đã kể lại câu chuyện đó trong một bài phát biểu công khai, gọi đó là bằng chứng cho thấy Trump phớt lờ khoa học và thiếu lý trí trong suốt thời gian diễn ra đại dịch, vốn đã cướp đi sinh mạng của một triệu người Mỹ. Còn nhớ cái trò đùa đó không? Ông Biden nói về sự cố khử trùng. Quý vị đang nghĩ rằng tôi đang bịa ra sao? cho đến gần đây ông biden chỉ nói đại khái trên đường tranh cử về covid ám chỉ đến sự trở lại của nước mỹ dưới thời ông và ăn mừng sự phục hồi kinh tế từ suy thoái do đại dịch gây ra mặc dù được bầu chọn để đối phó với virus sự ủng hộ đầu tiên của cử tri cho các ông biden xử lý covid sau cùng đã phân chia theo đường lối đảng phái và bối cảnh văn hóa biến một vấn đề đã từng đoàn kết mọi người thành nguyên nhân sâu xa gây ra sự tức giận cho nhiều người Bên trong chiến dịch Biden, các quan chức vẫn đang đặt cược là họ có thể biến vấn đề này thành cuộc trưng cầu ý dân về năng lực tổng thể của Trump. Nhắc nhở cử tri về cách ông ta đã hành xử trong một tình huống khẩn cấp mà không mắc kẹt trong một cuộc tranh luận chính sách gây tổn hại. Cho đến nay, ông Biden đã tập trung bình luận về COVID vào những điểm yếu nhất của năm 2020, nhấn mạnh sự sợ hãi và bất ổn trong những tuần đầu của đại dịch và trong những nhận xét của mình, cũng như một quảng cáo mà chiến dịch đã đưa ra về vấn đề này. Tổng thống Biden đã cẩn thận tránh chỉ trích các chi tiết của tiến trình phản ứng của chính phủ, thay vào đó tập trung vào quyết định cá nhân của ông Trump. Tổng thống cũng nhiều lần nhắc lại việc ông Trump thừa nhận với nhà báo kỳ cựu Bob Woodward rằng ông biết virus là rất nguy hiểm, nhưng tìm cách giảm nhẹ vấn đề với hy vọng cử tri sẽ coi đó là biểu tượng của sự quản lý yếu kém của Trump. Gunnar Reimer, giám đốc chính trị của dự án trách nhiệm Cộng hòa phi lợi nhuận chống Trump, cho biết mọi người đã thực sự ghi nhớ về đại dịch. Điều Joe Biden đang cố gắng làm là nhắc nhở cử tri tại sao họ lại từ chối Trump ngay từ đầu. Phát ngôn viên của Trump không phản hồi yêu cầu bình luận từ tờ Politico. Ông Trump đã gặp khó trong việc thảo luận về COVID kể từ khi rời tòa bạch ốc, xoay sở giữa viện nhận công cho việc phát triển vaccine trong thời gian kỷ lục và làm giảm giá trị thành tựu này vì vaccine vốn không được ưa thích đối với cử tri ủng hộ ông. Nhưng Trump vẫn chưa phải trả giá về mặt chính trị. Ông đã dễ dàng băng băng về đích trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa phớt lờ những cuộc tấn công từ thống đốc Ron DeSantis nhằm vào ông vì ban đầu tuân thủ các khuyến nghị của các chuyên gia y tế như ông Anthony Fauci. Một số cố vấn của chiến dịch Biden vẫn cảnh giác về việc tập trung quá nhiều vào việc tái tranh luận về COVID vì lý do đó. Họ lưu ý chiến dịch có lẽ sẽ không chú trọng vào vấn đề này nếu Trump không đưa ra trước. Đáng chú ý, Tổng thống Biden đã từ chối nói về phản ứng của ông đối với chi tiết COVID, giữ trọng tâm trong thời gian đương nhiệm chủ yếu là sự phục hồi của nền kinh tế. Nhưng ngay cả khi nó không bao giờ trở thành một yếu tố cốt lõi của chiến dịch, phe Dân Chủ tin rằng việc nhắc nhở cử tri về sự hỗn loạn đỉnh điểm năm 2020 sẽ rất quan trọng trong việc củng cố sự phản đối dành cho ông Trump, và có lẽ đồng thời xoa dịu sự dè dặt của mọi người đối với ông Biden chúng tôi biết rằng năm 2020 thật tồi tệ và mọi người thực sự bị chấn thương tâm lý từ nó và không ai muốn sống lại năm đó. Một đồng minh Biden, người gần gũi với chiến dịch, nói. Nhưng việc nhắc đến Khâu là để củng cố thông điệp rộng lớn hơn rằng người này sẽ không mang lại cho bạn sự ổn định. Ông ấy là một kẻ điên rồ. Một tòa án đã ra lệnh đuổi ông chủ Mike Pillow ra khỏi một nhà kho để hàng ở ngoại ô Minneapolis vào thứ Tư, nơi trước đây công ty này sử dụng. Nhưng ông Lendl, người nổi tiếng phủ nhận bầu cử, cho biết đây chỉ là một thủ tục hình thức vì chủ nhà muốn lấy lại bất động sản. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Lendl đã phủ nhận việc bị trục xuất là dấu hiệu mới nhất của tình trạng tài chính khó khăn Ông cho biết vấn đề tiền bạc thực sự đang được cải thiện sau khi một cuộc khủng hoảng tín dụng năm ngoái làm gián đoạn dòng tiền tại Peller Sau khi công ty mất một trong những nền tảng quảng cáo chính và bị một số nhà bán lẻ quốc gia từ chối. Chúng tôi ổn, ông cho hay. Tuy nhiên, đó là những gì ông ấy nói. Về mặt thực tế, Lendo đã đối mặt với một thất bại vào tháng trước khi một thẩm phán liên bang xác nhận một phán quyết trọng tài 5 triệu đô la ủng hộ một kỹ sư phần mềm người này đã thách thức dữ liệu mà Linh đồ cho là chứng minh Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2020 và làm thay đổi kết quả cho Tổng thống Joe Biden. Và vào tháng Giêng, ông thừa nhận đài Fox News đã ngừng chiếu quảng cáo Mike Pelo giữa một tranh chấp về nợ nần. vào thứ tư, Linh đồ xác nhận rằng Mike Pelo nợ khoảng 217.000 đô đối với First Industrial LP có trụ sở tại Delaware, đó là tiền thuê kho bãi tại Shickley. Theo ông lý giải, Mike Pillow không còn cần không gian này nữa và đã dọn dẹp tài sản còn lại khỏi kho hàng vào tháng 6 trước khi cho một công ty khác thuê lại không gian đó đến tháng 12. Một công ty khác sẽ bắt đầu thuê lại mặt bằng này vào tháng giêng, nhưng đã rút lui và bỏ rơi chúng tôi, ông nói. Mike Pillow đã đề nghị tìm một người thuê khác. Ông nói nhưng chủ nhà chỉ muốn lấy lại quyền kiểm soát kho hàng thay vì 217.000 đô là tiền thuê chưa thanh toán cho tháng giêng và tháng Hai, ông nói. Ông cũng nói MyPillow tiếp tục thuê mặt bằng ở nơi khác. Theo tờ Star Tribal đưa tin, một thẩm phán của Hark Scott đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Ba về yêu cầu của chủ sở hữu kho hàng muốn chính thức đuổi MyPillow. Công ty này không chống lại yêu cầu của chủ nhà luật sư Sarah Fallow, đại diện bên cho thuê trong phiên điều trần đã nói, My Pillow gần như đã chuyển đi hết, nhưng chúng tôi muốn xử lý mọi thứ một cách chính thức và theo quy trình. Bà tiếp tục giải thích. Hiện tại, May Pillow đã thông báo là họ sẽ không thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền thuê nào theo hợp đồng. Do đó, chúng tôi đang trong tiến trình tìm kiếm bên thuê mới cho mặt bằng. Thẩm phán Carolyn Lanning đã ký lệnh đuổi vào thứ tư Tóm lại, ông bán gối đã nợ hơn 217.000 đô la tiền thuê nhà chưa trả. First Industrial LP đã gửi cho MyPillow bốn thông báo vi phạm trong 6 tháng qua và thông báo trục xuất cho biết MyPillow chưa trả tiền thuê nhà trong tháng 2 và tháng 3. Lindo, người vẫn tiếp tục lan truyền những lời nói dối về bầu cử, rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp, vẫn phải đối mặt với các vụ kiện phỉ bán từ hai công ty máy bầu cử. Các luật sư ban đầu bảo vệ ông trong những vụ kiện đó đã bỏ của chạy lấy người vì bị nợ tiền pháp lý. Và nội dung tin mà thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng này của ngày 29 tháng 3 trên Ngô Phòng Today. Và quý vị đừng quên đón xem video tiếp theo ở kênh Dự Phòng, Ngô Phòng 247. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!